Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 7. Như vậy thì trong cái lớp trước, thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài số 4 rồi đúng không nào? Ok, trong cái clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 5, đó chính là đa thức các em nhé. Thầy nói các em những cái bài này rất là cơ bản và cũng rất là quan trọng, nên chúng ta cần phải hết sức lưu ý và chúng ta phải hết sức tập trung. Chúng ta đừng để kiến thức cơ bản nó tuột khỏi tầm tay của chúng ta mà lên lớp 8, lớp 9 chúng ta không thể học được. Ok, chúng ta hiểu ý thầy nói đúng không nào? Chúng ta đi sang bài thứ nhất, bài 24 thêm nhé. Như vậy thì cái khái niệm về đa thức là gì thì chúng ta đã nắm được ở trong sách giáo khoa rồi. Bạn nào mà chưa học ở trong sách giáo khoa thì các em cứ vào kênh của thầy, vào danh sách phát toán 7, phần đại số chúng ta sẽ có đúng không nào? Cái tiếng của thầy bữa nay nó hơi ồm ồm là do thầy đang bị đau họng các em nhé. Chúng ta hết sức thông cảm nhé. Ok, bài 24 em, lập biểu thức đại số chứa các biến x, y, z mà. Như vậy ở đây chúng ta phải đảm bảo là ba cái biến là x, y, z thôi nào. Câu A, biểu thức đó vừa là đơn thức vừa là đa thức. Như vậy chúng ta lập như nào đó mà nó vừa là đơn thức và vừa là đa thức thôi nào. Thì nếu để mà đảm bảo nó vừa là đơn thức, chúng ta học về đơn thức rồi, và vừa là gì, vừa là đa thức, thì đó chỉ có thể là gì các em? Đó chính là gì? X, Y, X, Y, Z như thế này. Đó là một cái tích, được chưa nào? X nhân Y nhân Z. Ok, thì nó mới đảm bảo được là vừa là gì? Đơn thức và vừa là đa thức, được chưa? Câu B game, là đa thức nhưng không phải là đơn thức. Đa thức là tổng của các đơn thức cộng lại. Như vậy thì ở đây chúng ta có rất là nhiều cách làm game. Là đa thức nhưng không phải là đơn thức. Thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ 1 là, ví dụ như là x cộng yz, đây là đa thức chứ không phải là đơn thức, các em hiểu chưa? Hoặc là ví dụ 2, rất là nhiều cách làm em, khi chúng ta hiểu rồi là x cộng y cộng z, đây là đa thức chứ không phải là đơn thức. Hoặc là thầy lấy ví dụ nữa, các em muốn lấy thoải mái em, ví dụ như là x y cộng yz. Ok, các em một trong ba ví dụ này thì chúng ta lấy ví dụ nào cũng đúng hết các em. Các em hiểu chưa nào? Khi chúng ta đã hiểu rồi thì khi mà gọi là toán học thì có rất là nhiều cái cách làm. Trong một bài mà có càng nhiều cách, nghĩa là chúng ta hiểu rất là sâu rồi thì chúng ta mới lấy được nhiều cách. Chứ còn các em nhìn vào, các em chỉ thấy được một cách đơn thuần. Đúng, chỉ có một số bài toán đó chỉ có một cách giải thôi, nhưng cũng có một số bài toán có rất là nhiều cách giải nhưng kết quả là không thay đổi. Nhớ chứ, chứ phải 10 cách giải mà 10 kết quả khác nhau là sai á, tầm bậy đó. Hiểu chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 25 game nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi sang bài 25. Tính giá trị các đa thức sau. Đây, tính giá trị các đa thức sau. Ở đây là cái đa thức chúng ta này, 5xy bình phương cộng 2xy trừ 3xy mũ 2 tại x bằng âm 2 với lại là y bằng âm 1. Như vậy thì để tính cái giá trị của cái đa thức này tại x bằng âm 2 và y bằng âm 1 thì chỗ nào có x, chỗ nào có x chúng ta thế bởi âm 2 này vào, chỗ nào có y chúng ta thế bởi âm 1 này vào. Các em hiểu chưa nào? Đó, chúng ta giải. Ok, như vậy ở đây chúng ta ghi thầy là thấy x bằng âm 2 và y bằng âm 1 vào đa thức ta có đó, ta phải có cái câu đó nghe em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thay vào. Như vậy ta có là cái gì nè, 5, ở đây là x đúng không, x thì bây giờ chúng ta thế bởi là âm 2 ở đây, đó là số âm nên chúng ta phải ngăn cách bởi thầy bị dấu ngoặc, y mũ 2, như vậy thì đó sẽ là âm 1 tất cả mũ 2 cộng này 2
x ở đây chúng ta là âm 2 này, y chúng ta đây là âm 1 này, đó, trừ này, 3 này, nhân này, x của chúng ta là âm 2 này, nhân y chúng ta âm 1 của 2 này, đó, được chưa? Bằng này, chúng ta phải tính từng bước thế, 5 này, 5 nhân âm 2 ở đây là âm 10, âm 1 mũ 2 ở đây, âm 1 mũ 2 ở đây là bằng 1, được chưa? Cộng, kem coi này, thầy sẽ làm chậm này, 2 nhân 2 nhân cho âm 2 là âm 4, âm 4 nhân âm 1 thì bằng 4 này, kem hiểu đó. Thì đó là này, 2 nhân âm 2 là âm 4, âm 4 nhân âm 1 là bằng bằng 4. Trừ này, 3, 3 nhân âm 2 đây là âm 6 này, âm 1 mũ 2 ở đây là bằng bằng 1, được chưa? Bằng tiếp, âm 10 nhân 1 là bằng âm 10 này, cộng 4 này, âm 6 nhân 1 là âm 6 và trừ với trừ này, trừ trừ đây thành cộng 6 này, đó. Như vậy âm 10 cộng cho 4 là bằng âm 6 cộng 6 thì kết quả đây là bằng bằng 0. Đó. Em thấy là rất là dễ dàng và rất là dễ hiểu như thế, chứ chẳng có gì gọi là phức tạp cả các em. Câu B chúng ta cũng làm tương tự như thế, các em hiểu chưa nào? Ok. Giờ bên đây trời lạnh thầy bị cảm nghe, bị ốm. Vừa mới uống thuốc xong nhưng mà thầy cũng phải gọi là dạy thêm, xong là thầy cũng phải cố gắng để mà dạy các em ngay được kịp chương trình để chúng ta học. Chúng ta ủng hộ thầy nha, để thầy có cái động lực để mà thầy tiếp tục ra video hay để mà giúp chúng ta dễ hiểu và học càng ngày càng giỏi hơn em nhé. Ok, cảm ơn em. Chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi, ta đi sang bài 25 câu B nhé. Cách làm ta tương tự ha, x mũ 2 y mũ 2 cộng x mũ 4 y mũ 4 cộng x mũ 6 y mũ 6 tại x bằng 1 y bằng âm 1. Được chưa nào? Giải. Ở đây chúng ta cũng ghi đây là thay x bằng 1 y bằng âm 1 vào đa thức. Ta có như vậy thì khi mà thay vào đa thức thì chúng ta có cái gì? Chỗ nào có x chúng ta thế bởi số 1, ở đây như vậy chúng ta có là 1 mũ 2 nhân cho âm 1 mũ 2 cộng 1 mũ 4 nhân cho âm 1 mũ 4 cộng 1 mũ 6 nhân cho âm 1 mũ 6 bằng. Các em nhớ giùm thầy này, 1 mũ 2 thì bằng 1 thì ai cũng biết rồi. Ở đây số âm này, đối với số âm mà mũ mũ chẵn này, các em để ý giùm thầy, mũ 2, mũ 4, mũ 6 đây là những mũ chẵn, mà đối với số âm thì nó sẽ ra gì? Số dương. Các em hiểu nào? Thầy nhắc lại này, đối với số âm và mũ chẵn, số âm mũ chẵn thì ra số dương. Như ở đây mà mũ 3, mũ 5, mũ 7 thì ở đây sẽ ra là số âm. Các em đã hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây nó sẽ ra được là số 1 này. Còn 1 ở đây mũ chẵn cũng là ra là 1. 1 ở đây mũ chẵn cũng ra là 1. Ví dụ ở đây là mũ 7 thì ra chỗ đây ra âm 1 này. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy đây 1 này, cộng 1, cộng 1. Như vậy thì kết quả ở đây là bằng bằng 3. Được chưa? Hiểu nè. Ta sẽ đi sang bài cuối cùng trong clip đây, đó chính là bài 26 nghe em nha. Ok. Ta đi sang bài 26 em. Thu gọn các đa thức sau. Như vậy thì thu gọn các đa thức, nghĩa là ta nhóm các cái đơn thức đồng dạng lại trở thành một nhóm. Các em hiểu nè. Rồi chứ nào, chúng ta sẽ nhóm các đơn thức đồng dạng lại thành một nhóm. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này, 2x mũ 2 y z này. Thầy ghi là cái đề nhé. Bằng này. Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy những cái đơn thức nào đồng dạng chúng ta đã cho vào nào, một nhóm. Các em hiểu nào? Như vậy ở đây các em thấy phần biến này, x mũ 2 y z thì với đây, anh này với anh này đồng dạng này,
anh này với anh này đồng dạng này, nghĩa là đơn thức này với đơn thức này đồng dạng và đơn thức này với đơn thức này đồng dạng, còn riêng cái đơn thức này nó không đồng dạng với cái đơn thức nào thì chúng ta cho riêng ra bên ngoài, cái hiểu chưa nào? Như vậy thì khi nó đồng dạng á, thì chúng ta sẽ cho nó vào một nhóm đó, một nhóm. Khi mà giữa các nhóm thì các em sẽ ghi thầy là dấu cộng chính giữa, đừng có ghi dấu trừ, thì bên trong thì sẽ đổi dấu là chúng ta bị sai các em, hiểu chưa? 4x y mũ 2z cộng x y mũ 2z và anh đây ra bên ngoài này đó, hiểu chưa nào? Ở đây chúng ta thấy gì giống nhau, phần biến giống nhau, chúng ta đặt cái phần biến này ra chung, bên trong còn lại là 2 trừ 5 đó. Ở đây chúng ta sẽ đặt x y mũ 2z, bên trong này còn 4 cộng cho mấy, ngay chỗ đây hệ số người ta không viết, nghĩa là số mấy nào? Đây chính là số 1 ha, nào trừ x y z. 2 trừ 3 thì bằng, thầy nói 2 trừ 5 thì bằng âm 3, nhưng mà cái hệ số âm 3 này ta viết đằng trước, sau đó chúng ta viết cái biến lại ở đây, được chưa? 4 cộng 1 là 5, như vậy chúng ta ghi 5x y mũ 2z trừ x y z, xong xong câu A được em. Ta sẽ làm câu B, thầy ghi D lại nha. Câu A các em nhìn giùm thầy phía trên đi. Bây giờ thầy sẽ ghi cái đề lại của câu B, rồi thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Cái đề bài chúng ta phải ghi cho chính xác em nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ làm câu B. Chúng ta nhìn nhanh này. Đơn thức này và đơn thức này đồng dạng này. Đơn thức này và đơn thức này đồng dạng. Hai này đồng dạng. Hay chưa? Như vậy thì x mũ 3 với cộng 3x mũ 3 này một nhóm này, cái hiểu chưa nào? Cộng này, mở ngoặc ra tiếp này, âm 5xy, cái dấu này các em nhớ này, cái dấu trừ đây á, là của nó nên ta nên cho nó vào đây luôn này, cộng xy này cộng 1 phần 2xy, được chưa nào? Hai này một nhóm nữa, cộng này đáng lẽ thầy ghi ra nhưng mà hết giấy thầy xuống phía dưới nha, cứ làm từ từ như vậy chứ đừng có nôn đóng em ạ, nôn là sai. Ở đây thầy sẽ cái ngọt thứ nhất thầy đặt x mũ 3 ra chung, bên trong còn lại là hệ, ngay chỗ đây người ta không viết, nghĩa là hệ số của nó là bằng mấy, là bằng 1 cộng 3. Sau này chúng ta vẫn rồi á, rành rồi á, thì chúng ta ngay đây người ta ghi là 4x mũ 3 luôn, cái hiểu đó, cộng ở đây là xy, bên trong còn là âm 5 cộng 1 cộng cho 1 phần 2 cộng này x mũ 2, bên trong còn là âm 1 trừ âm 1 đó, chạy thôi. Như vậy đây là 1 cộng 3 là bằng 4x mũ 3, âm 5 cộng 1 là bằng âm 4, âm 4 cộng 1 phần 2, âm 4 cộng 1 phần 2 thì chúng ta quy đồng lên, như vậy chúng ta nhân 2 lên là trở thành âm 8, âm 8 cộng cho âm 8 cộng 1 là bằng âm 7, như vậy nghe đây là trừ cho âm 7 phần 2 xy, trừ 1, trừ 1 là trừ 2, như vậy thầy sẽ viết ở đây trừ 2 x mũ 2 đó, đây chính là kết quả cuối cùng à. Đây kia bài 26. Ok, như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc các em. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 6, còn cái tiết 2 của clip này thầy sẽ up trên kênh không công khai. Bạn nào muốn có nhận link đầy đủ thì chúng ta bắt buộc phải đăng ký vào khóa học online thì chúng ta mới nhận được đầy đủ cái đường link của thầy các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ kênh của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nhé. Bye bye.